Sau hai trận thua thảm họa, lần lượt là 4-0 và 3-0 trước Wigan và Sochaux, cùng hai lần trị điểm nhạt nhòa trước Dijon và Le Havre, VfB và Quang Hải đang ngụp lặn tận dưới đáy bảng xếp hạng với vị trí thứ 18. Tuy nhiên cuối tuần này, cơ hội bứt phá sẽ được trao cho tận tay VfB khi đội bóng này sẽ hành quân đến Stade Robert Diochon để quyết đấu với chủ nhà Crivelli. Đội bóng cũng đang thể hiện phong độ bệ dạng không khác gì bầu trong khuôn khổ vòng 5 Ligue 1 mùa giải 2022-2023. Thất bại 0-3 trước Sochaux cuối tuần trước đã đẩy VfB xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Sau 4 vòng đấu, đoàn quân huấn luyện viên Didier Tholo đã gây ra thất vọng khi chỉ kiếm được 2 điểm. Ở vòng đấu thứ 5, họ sẽ có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên khi đến làm khách đến sân của Crivelli, một đối thủ được đánh giá là vừa tầm. Dù phải hành quân xa nhà, nhưng Crivelli được coi là đội bóng nhược tiểu tại Ligue 1. Câu lạc bộ vùng Normandy chủ yếu thi đấu ở giải hạng 3, hạng 4 và mới chỉ có 3 lần góp mặt tại giải hạng nhì Pháp vào các mùa giải 2017, 2018, 2021, 2022 và giải năm nay là 2022-2023. Thành tích tốt nhất của Crivelli ở Ligue 1 chỉ ở vị trí thứ 18 khiêm tốn ở mùa trước. Họ thậm chí chỉ trụ hạng thành công sau khi đánh bại Villefranche trong trận đấu playoff. Nên nhớ rằng vòng 4 ở mùa giải năm nay, nếu như VfB vẫn đang trình diễn bộ mặt tệ hại với chỉ 2 điểm có được, thì Crivelli cũng nhạt nhòa không kém với vỏn vẹn 3 điểm. Pau thì đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, Crivelli thì hơn 1 điểm nên khá khẩm hơn một chút, đứng thứ vị trí 16. Đây có thể nói là thời cơ không thể tốt hơn để thầy trò huấn luyện viên Tholo có trọn vẹn 3 điểm đầu tiên. Điểm qua tương quan lực lượng của hai đội trước thềm trận đấu thoát kiếp bần hàn này, Crivelli lại có phần nhỉnh hơn đôi chút so với VfB về giá trị cầu thủ. Theo chuyên trang Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Crivelli là 11,75 triệu euro, trong khi đó ở VfB là 10,38 triệu euro. Hai cái tên đắt giá nhất trong đội hình của đội bóng thuộc sân Stade Robert Diochon là Khalidou Sidibé và Gustavo Sangue. Bộ đội tiền vệ người Pháp này được định giá là 1 triệu euro mỗi người. Đáng chú ý, Crivelli cũng sở hữu một cầu thủ mang dòng máu Việt Nam, đó là hậu vệ Jason Pendan Quang Vinh. Tại mùa giải năm nay, Jason Quang Vinh Pendan trở nên đầu quân cho Crivelli từ câu lạc bộ New York Red Bull. Cầu thủ người Pháp quốc Việt chơi ở vị trí hành lang cánh trái và nhận được rất nhiều sự tin tưởng của huấn luyện viên Olivier Ochouani. Hậu vệ sinh năm 97 được đá chính trong cả 4 trận đấu đã qua và trở thành một nhân tố không thể thay thế cho đội hình đội bóng chủ sân Robert Diochon. Có thể nói rằng màn đối đầu trực tiếp giữa hai ngôi sao gốc Việt trên đất Pháp này hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc vô cùng phấn khích dành cho người hâm mộ Việt Nam. Đã cùng chung gốc gác Việt Nam lại còn cùng tuổi với nhau, xem ra cuộc đối đầu giữa Quang Hải và Jason Pendan Quang Vinh sẽ hấp dẫn lắm đây. Cứ mà phải trong trường hợp Hải đã đá chính thì trận chiến này mới thực sự hấp dẫn. Vì Jason Pendan Quang Vinh bên phía kia trên tuyến gần như nắm chắc chắn vị trí xuất phát chính thức. Trở lại với đội hình dự kiến ra sân của VfB vào đêm 28 tháng 8 tới, dù rất hy vọng Quang Hải sẽ trở lại đội hình xuất phát ngay từ đầu, nhưng có vẻ như tài năng trẻ Edison Vest hoặc Henry Sivert sẽ là cái tên được huấn luyện viên Didier Tholo tin tưởng. Nên nhớ rằng đây là trận đấu quan trọng, nó có thể mang tính chất 6 điểm nếu như VfB vẫn còn tham vọng bay cao. Chính vì thế nên chiến lược gia người Pháp sẽ phải lựa chọn một đội hình tối ưu nhất có thể, nhất là khi Hải Con vừa để lại màn trình diễn không mấy ấn tượng khi bị SofaScore chấm 6,4 điểm trong trận thua thảm bại Sochaux ở vòng đấu trước. Điều đáng nói đây là số điểm thấp nhất của Hải Con sau 4 trận đã đấu cho VfB tại Ligue 1 mùa giải này. Dấu hiệu đi thụt lùi đang hiện hữu trước mắt tiền vệ số 19. Với 6,4 điểm, Hải chỉ cao hơn đúng 4 cầu thủ trên tổng số 16 cái tên có mặt tại sân ngày hôm ấy và cũng là thấp nhất trong hàng tấn công bao gồm tiền vệ và tiền đạo của VfB. Cần phải nhắc lại rằng, vị trí mà Quang Hải được huấn luyện viên Tholo bố trí thi đấu luôn là tiền vệ công, đảm nhận vai trò làm bóng và sáng tạo lối chơi. Kể cả đó là 4-2-3-1 hay là 4-4-1-1. Lưu Hải được đá chính ngay từ đầu hay vào sân thay người thì cầu thủ sinh năm 97 luôn được đá CM. Chính như vậy khả năng khá cao Quang Hải sẽ được tung vào sân ở hiệp 2 khi trận đấu trôi qua được 60 đến 70 phút như trận đấu gặp Sochaux tuần trước. Didier Tholo rất có thể sẽ quay trở lại sơ đồ 4-2-3-1 khi thử nghiệm 4-4-1-1 là một thảm họa với trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Sochaux. Charles Boly và Sensi Di Almeida là hai cái tên gần như chắc suất đá chính. Bộ tứ vệ phụ trách phòng ngự bao gồm Kouassi, Baptiste, Abdi và Kofi, bảo vệ khung thành thủ môn Alexandre Oliveira cũng là một sự lựa chọn không thể thay thế. Chỉ có vị trí tiền đạo cắm, tiền đạo cánh trái và tiền vệ công, nơi Quang Hải vẫn đang cạnh tranh gắt gao, là liên tục được huấn luyện viên Tholo thay đổi. Cho nên, dù sau màn trình diễn hơi thiếu thuyết phục trận đấu vừa qua và khả năng ra sân ngay từ đầu là khá thấp, nhưng chúng ta vẫn hy vọng Hải Con sẽ thuyết phục được vị thuyền trưởng và sẽ có tên ngay trong đội xuất phát. Gặp Crivelli, trong bối cảnh chính, đội bóng này đang gặp vấn đề về phong độ. Bây giờ mà không thắng được nữa thì còn đợi đến bao giờ nữa đây, Paul? Cái vấn đề chính mà nếu như giải quyết xong xuôi, 3 điểm sẽ nằm gọn trong túi của thầy trò huấn luyện viên Tholo, đó chính là khả năng dứt điểm của các cầu thủ VfB đã cực kỳ yếu kém. Hàng tiền vệ của Paul vẫn chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào.
Pha lập công duy nhất từ đầu giải mà đội bóng này có được đến từ lão tướng Steve Belknap chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Meron George và tân binh Mohamed Jatara, hai tiền đạo được kỳ vọng nhất bên phía PSG, đang thể hiện phong độ quá thiếu thuyết phục. Trải qua 4 trận đấu mà chỉ ghi được đúng một bàn thắng, báo động đỏ đang dành cho hàng công của PSG. Tất nhiên để dự đoán thì mình sẽ mong muốn PSG giành chiến thắng và quang hải tỏa sáng rồi. Đó chính là kịch bản trong mơ nhất. Còn về nhận định một cách khách quan thì cơ hội có 3 điểm của cả Pau và Quinvelli đang ngang bằng nhau. Thậm chí với lợi thế sân nhà, Quinvelli còn được đánh giá nhỉnh hơn Pau về khả năng có chiến thắng đổ tay. Cảm giác bất cứ đội bóng nào trong hai đội mà có được thắng lợi cũng đều có sự bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Nhìn vào PSG, chúng ta thấy rõ sự bế tắc, họ không thể nào thoát ra được. Hàng phòng ngự thì cứ liên tục mắc sai lầm, họ không thể cải thiện được điều đó. Còn hàng công thì vô hại, không tạo ra được nguy hiểm nào cho đối thủ. 4 trận đấu đã qua, hai điểm giành được chẳng khác nào hồi chuông cảnh báo cho PSG. Tờ Sút OS nhận định về PSG như vậy. Đây có thể coi là hồi chuông cảnh tỉnh cho đoàn quân thầy chó Luis Vitolo. Cho nên bằng bất cứ giá nào, Pau phải là kẻ nở nụ cười mãn nguyện sau khi trọng tài nổ hơi còi kết thúc 90 phút trên sân Stade Robert Yochon. Chiến thắng 2-1 cho PSG ngay trên sân nhà chẳng hạn. Và sẽ ra sao nếu như cái tên kết liễu Quinvelli, đồng thời trở thành người hùng mang về 3 điểm đầu tiên tại Ligue 2 cho PSG, lại có quốc tịch in lá cờ đỏ sao vàng bên cạnh. Có thể mơ mộng điều đó mà, giờ chỉ cần thực hiện hóa thôi. Đúng vậy không, Nguyễn Quang Hải? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe channel Believe in Mindtime nha. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.